650 gram. Nửa ký gạo 650 gram nước. Em thấy ở bên đó người ta chiên cơm còn đẹp hơn ở Việt Nam nữa. Em nghĩ chắc là phải có một cái loại gạo gì đó. Sớm có đầy. Gạo này hôm nay nó bị gãy á. Yeah. Thường thường nóng nó đẹp lắm, nó nguyên hạt đúng không ạ? Hôm nay là cơm giòn. Cơm giòn. Dạ. Nếu mà trứng làm liền á, nếu chiên liền á, đặt trứng vô đây chiên á, thì nó ngon. Nói chung xài 1-2 ngày á, thì nó ngon. Còn để lâu thì nó lại hơi tanh. Đó, thế nên là tùy mình. Cho vô thì nó béo nó thơm. Nguội chiên là, anh mà chiên đầu nguội á, là nó bị vậy. Nó bị không, nó bị dính vào nhau. Nó vô một cái dính lại. Chiên thì giả vắt đều. Chầu nó nóng á, mình thả vô cái là cái mặt cơm nó xe liền. Là nó không có bị dính nhau. Nó chỉ dính một ít thôi, còn nếu mà mình chiên nguội á, nó dầu một cục ở dưới. Anh thích là bột chanh hả? Thì anh thích không? Tại vì bột chanh nó sẵn mình làm lẩu. Tạo cái thái cho nó đậm. Để bữa đấy em sẽ dạy anh cái khác rồi về nhà em cho anh công thức bột chanh. Ồ, dẫn vô. Đây xong để cho nó láo dầu vậy. Cái này cái gì thầy? Cá sử. Cá sủ. Cá sủ thì ăn được tay cá này là ăn được.
anh làm khô đi, xong rồi anh lại đốt đỏ thêm một lần nữa, anh đốt cho nó đỏ lên, anh đốt cho nó từ đỏ lên nha, xong rồi anh lấy ra cho dầu ăn được nè, dạ. Cho cho cơm, em đưa trứng làm hai lần biết sao, tại cái lần đầu tiên để cho trứng vô để cho nó hai cái sợi cái khách người ta nhìn thấy, còn cái lần thứ hai mình cho trứng để cái này nó luôn. Thank you.